khiển bởi một tổ chức gồm chỉ vài quản trị viên và bạn phải đặt lịch để có thể sử dụng chúng. Chức năng chính của máy tính dù lớn hay nhỏ khi đó là phục vụ hoạt động tính toán. Thế rồi máy tính cá nhân được khai sinh ra với sự linh hoạt đáng nể. Người lao động có thể quản lý lịch trình của họ và hoàn tất công việc hiệu quả hơn. Ngoài việc tính toán, họ có thể thực hiện các tác vụ như xử lý văn bản bằng một số ứng dụng mềm như WordStar, WordPerfect và Microsoft Word, và thiết kế đồ họa CorelDRAW, PageMaker, Adobe Illustrator. Với sự ra đời của hệ thống email dành cho các nhóm thực thi, phương thức giao tiếp trong tổ chức đã chuyển đổi. Việc số hóa các phép tính, bảng tính và cơ sở dữ liệu, những tác vụ trước kia được tạo ra và thực hiện bằng tay, đã giúp giảm mạnh nhân công từ hàng giờ hàng ngày.